Chào mừng cô chú anh chị đã xem kênh ạ. Hôm nay em xin giới thiệu với cô chú anh chị trước màn ảnh đây là một cái dòng vút sữa rất là đổi quen thuộc với nhiều cô chú anh chị ở miền Tây và được nhiều cô chú anh chị miền Trung miền Bắc biết đến và dễ tòng dễ ăn, đó chính là không gì sẽ lạ, đó chính là vút sữa Lò Gàn của chú anh chị. Đó, cho chú anh chị chiêm ngắm cái màu trái thì chắc chắn nhiều cô chú anh chị biết rồi, thì nó màu vàng vàng và nó hơi hồng hồng đó chú anh chị. Đó là khi chín, khi sống thì nó sẽ xanh. Đó, Lò Gàn thì rất là dễ ăn của chú chị, nó ngọt đó. Được mệnh danh là vú sữa nó ngọt không chú anh chị đó. Chào chú anh chị chim ngắm, đây là lúc này là thời điểm là tháng 7 âm lịch của anh chị đó, tháng 7 và tháng 8 âm lịch là thời điểm là mùa của vú sữa chú anh chị đó. Nó cho chú anh chị chim ngắm, đây là bắt đầu nó chuẩn bị hiện tượng ra bông này, nghẹt cành luôn chú anh chị. Nó cho chú anh chị chim ngắm cùng em đó, cực kỳ luôn, dạ nghẹt cành luôn đó. Cho chú anh chị chung ngắm nha. Đó. Miễn mà cô chú anh chị xiên xiên chút xíu nữa, cô chú anh chị có mạnh dạng gung gung này giùm em, anh cho nó gớt ra, mấy cái vị nào nó thụ phấn rồi nó sẽ gớt ra. Tánh hiện trạng mà để nó kết chùm đó là dễ hiện tượng bị sâu lắm cô chú anh chị. Và đặc điểm nữa là những dòng vú sữa Lò Gàn xưa là nó có hiện tượng gọi là, cô chú anh chị thấy gì không ạ? Đó là những vết tích của dòng sâu lục phân. Đó. Nhưng mà cái bạn này nó có tuổi đời rất là lâu năm, là cỡ 10 năm tuổi tới lên rồi chú anh chị, thành ra cái độ tự chữa lành của nó có, nó của chú anh chị thấy không, nó tự động nó kéo liền xe liền da là hết đó. Còn mà mấy cây mới nó chịu không nổi của chú anh chị, tại vì những cái cây càng lâu năm á thì cái cây bản thân cây nó sẽ tiết ra những cái chất gọi là bảo vệ nó của chú anh chị đó. Cho mạnh sức sâu nó cắn phá đi nữa nhưng mà từ từ nó sẽ kéo liền hết đó chú anh chị, thấy không, minh chứng theo thời gian nó sẽ liền hết luôn. Đó. Còn miễn mà cái giống của chú anh chị trồng thì thời gian thì của chú anh chị là gãy sắc trùng á, sắc trùng phia đăng đâu của chú anh chị, hoặc là sắc trùng tím thì nó sẽ tránh được hiện trạng gọi là sụt thân. Và của chú anh chị sử dụng những cái thuốc sâu thông thường thôi là bắt đầu nó cũng không có rồi. Đó. Những điều bên em xin chia sẻ tâm tình. Đó, cho chú anh chị thấy à, cái mẫu của lá nè. Đó. Người ta chú anh chị. Đó. Nhiều của chú anh chị băn khoăn thắc mắc á, vú sữa tại sao trồng khoảng năm mấy rồi nó chưa có bông có trái. Dạ xin thưa, vì cây giống của chú anh chị trồng nó quá sung đi thì thành ra nó chưa có hiện tượng gọi là già cành, thành nó ít trái. Còn miễn mà một khi nó có trái rồi thì con em chắc chắn với chú anh chị là nó xuyên suốt luôn. Dạ nó không bỏ mùa luôn của chú anh chị. Dạ đây, minh chứng những lời nói của em đây. Nó cho chú anh chị chung ngắm, nghẹt luôn đó. Nó già cành rồi của chú anh chị. Cô chú nhìn dùng em nè, đây nè. Nè, cô chú anh chị thấy không? Đó, gỗ đầu của chú anh chị sẽ gọi là gông tỉa xong, ăn tái xong của chú anh chị cắt mạnh dạng cắt gông tỉa, gỗ đầu sẽ ra những cành mới và nó sẽ già đọt lại thì sẽ đang mang bông. Đó. Nó cắt tỉa bởi người ta nói lúc nào người ta cũng có dùng từ là nhờ gọi là gông tỉa và cắt cành đó của chú anh chị là vậy đó. Mỗi là trái thì sẽ cành những này nó già cỗi đi. Cô chú anh chị có mạnh dạng cắt tỉa, nó tạo ra những cái chậu mới, nó mới đi theo có những chậu mới đó, già chậu mới là bắt đầu đi bông. Đó những điều bên em xin chia sẻ tâm tình. Thì bên cạnh đó bên em còn rất nhiều dòng vú sữa, ví dụ như là tứ quý, mica, nó bơ hồng, nó rồi bạch thảo, các kiểu vân vân. Rồi em chân thành là cảm ơn của chú anh chị xem kênh. Em kính chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe ạ. Ở dòng vú sữa thì thích hợp với Bắc Trung Nam, dễ tòng dễ ăn. Nhiều đứa tuổi luôn của chú anh chị. Ăn được hết. Rồi em chân thành cảm ơn. Để xem kênh ạ.